Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay ngày 8 tháng 3 thì hôm nay em lại lên một video giới thiệu các bác một số cặp loa mới về bên em nhé. Rồi hôm nay thì rất nhiều loa khủng dòng chất mà giá thì cực kỳ rẻ các bác nhé, bao giá rẻ nhất thị trường hiện tại. Rồi, trước mắt các bác đây là hai cặp loa dòng S570, mệnh danh là đàn em của 180A đấy, Bühner nhé các bác nhé, giá thì cực kỳ rẻ, bao rẻ nhất toàn quốc luôn. Đấy. Và hôm nay em mở nội thất của cái con cặp loa dòng bản limited của Onkyo các nhá, dòng E83A New MK2 các nhá. Đây, tí em sẽ giới thiệu cái cấu hình của nó, quá khủng khiếp luôn. Và đặc biệt hôm nay có cặp loa C50 nhá, 50C DS trên 50C, cặp loa rất khủng, cặp loa nặng khoảng hơn 70 kg, vừa nghe nhạc hát karaoke thoải mái luôn nhé. Và một cặp loa Kenwood LS555, qua thì hôm nay em giảm giá, hôm qua có lên rồi. Và có một cặp Liverpool D200i nhé, Liverpool đấy, rất khủng. Đây loa này, cặp loa này bề gãy lưng. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một nhá. Rồi hai cặp đầu tiên cùng một model luôn nhá, cặp loa số 1 này S570 các bác nhá. Đấy, kiềng chất trắng. Loa này thì nó thiết kế rất giống dòng S, là dòng 180A. Cái chép này nó dùng chung luôn với 180A các bác nhá. Nó là phiên bản thu nhỏ của 180A. Cái bát này thì là bát 25 và 180A là 30. Và cái mic này thì khác 180A, là 180A thì nó là mic carbon, còn cái này là giấy nhé. Nếu các bác nào nghe carbon thì nghe tiếng sáng hơn, nhưng mà nếu mà nghe nhạc lời ấy, âm ấm ấy, thì mic giấy nó sẽ hay hơn không nhá. Đấy, còn cho nên rất nhiều bác muốn sở hữu một cái cặp loa mà nghe vừa tiền mà hay chất lượng thì cặp loa này thì tuyệt vời luôn. Giá thị trường, giá thì nó chỉ bằng 1/3 thôi, bên em chỉ bán bằng 1/3 gặp 180A thôi, giá thị trường ở trên 10 triệu các bác nhé. Đây em quay hàng bãi zin nguyên hết nhé, hàng bãi zin hết nhé. Dĩ nhiên nó cũng có tí chảy xước, cái này là có tí xước này, nhỏ thôi. Còn lại thùng bách còn ok, lưới rất đầy đủ đây, lưới đây, tem mác đầy đủ các bác nhé. Đây, vuông thành sắc cạnh các bác nhé. Cái cặp số 1 này đây, hai cặp đều như nhau. Đây phía sau của cặp số 2 nhé các bác nhé, cùng một model. Cặp số 2 thì cái màu bát nó vàng hơn cặp số 1. À đâu, cặp số 2 mà màu đen hơn vàng số 1. Bởi vì thường trong này nó thường hai có hai màu như vậy nhé. Thế cái nhất nhiều bác mà lệch màu là do là ôm lộn đấy. Đó. Rồi cặp loa S570 rất là chất, loa nguyên zin về nhá, nguyên zin viền viền này làm thay rồi, 180A cũng phải thay nhá, 100% phải thay nhá, viền thay viền xịn luôn, này vẫn còn nguyên bụi này, đó, chép đúng 100 của 180A này, Bühner S570, đấy, rồi cặp loa này bán với giá 7,5 triệu các nhá, giá cực kỳ tốt, 7,5 triệu. Bao là rẻ nhất toàn quốc luôn các bác nhá. Có nhiều shop họ bán tới 12 triệu luôn ạ. Bỏ ra 20 mấy triệu mua cặp là 180A thì các bác nào mà vừa tiền vừa phải thì chơi cặp này nó cũng rất là chất lượng nhá. Nghe tiếng âm trầm nó sẽ hay hơn, tiếng mic hay hơn nhá. Có bụi dòng kia thì bass nó lực hơn thôi. Và chép giống, phân tần giống nhá. Bass thì nó nhỏ hơn thôi. Rồi cặp số 2 này. Cặp này thì cái màu nó hơi đen đen hơn. Bởi dòng riêng của Bühner thì các bác biết là màu nó thường thường có hai cái loại màu như vậy nhé. Đấy. Lưới đầy đủ hết nhé các bác nhé. Đấy, lưới đấy. Rồi cũng 7,5 triệu các bác nhé. Số 1, số 2 thì nó có khác cái màu, hơi màu bát với màu chép, nó đồng màu luôn đấy, nhưng mà dòng này thì thường nó sẽ làm hai màu kiểu như thế,
Đấy. Nhiều khi các bác mà ôm lộn là nó khác màu luôn. Cũng 7,5 triệu các bác nhé. Rồi sang cặp Onkyo E83A New MK2 các bác nhé. Dòng này là dòng bản limited các bác, dòng new. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết nội thất của nó các bác nhé. Đây là một cái chép còi này. Phía trên này nó có một cái tản âm. Và đặc biệt cái quả chép quả cặp bát cặp loa này nó đặc biệt là có một cái mic thì quá khủng khiếp luôn ạ. Mic này 35 2 tầng. Nó nặng khoảng chắc 7-8 kg. Các bác nhìn thấy khủng khiếp không? Cái mic này nó giống là mic 603 đấy, E603 đấy. 603 thì nó khoảng rớt vào 20 triệu rồi. Cái chép cái mic này, có cái bát này thì nó khác một chút thôi. Riêng cái mic này bây giờ bán cũng 6-7 triệu. Khủng khiếp thật. Nó nặng khoảng 7 kg. Cái mic này 35 đâu nhá. Từ đây đến đây khoảng hơn 10. Hai lỗ luôn. Đấy, các bác nhìn thấy nội thất đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Phân tần rất lớn, mảng mảng phân tần dưới kia. Và cái chép này, chép còi luôn. Đấy, chép còi này. Cái bát này nhá. Bát này thủ từ rất là lớn luôn. Thùng vách còn ok các bác nhá. Nó cũng có vài vết chày như này, vài cái vết đập như này thôi. Nhưng mà thùng thì còn ok đây. Đây là bên mình là một chiếc nhá. Đồng màu hết, các bác nhìn này, khủng không? Không chơi cặp loa này thì chơi cặp loa nào ạ? Bác chơi bác nào về là thích chơi kiểu saxophone hay là những cái tiếng khò khè của những cái dòng saxophone thì quá khủng khiếp luôn. Cặp này hôm qua em có giới thiệu trước nhé, trước nữa em có giới thiệu này. Đấy, to dày. Cặp loa này em chỉ bán với 8,8 triệu thôi. Riêng cặp mic này không đã 6 triệu rồi, khoảng 6 triệu rồi các bác nhé. 8,8 triệu cho nguyên bộ cặp này nhé. Đây, không chơi cặp loa chơi cặp loa nào ạ? Lưới rất đầy đủ ạ, lưới nguyên lưới đẹp luôn. E83, Onkyo E83A New MK2 các bác nhé. Đây là New nhé, dòng New bản Limited, rất là thời hiếm ở Việt Nam nhé. Rồi, 8,8 triệu số 3 nhé. Rồi sang số 4 là cặp loa DS50C. Các bác nhìn thấy 40 to rồi, 50C cao khoảng 80. Một cái bát 32 rất là đẹp, đẹp tuyến loa phải nói đẹp kinh khủng luôn. Cặp này màu trắng nhá, màu trắng thì cơ bản màu trắng như thế này là đẹp lắm rồi nhá. Màu trắng thì nó không để xuất sắc được thôi, nhưng mà nó cũng có vài vết bẩn bẩn, đây là vết mực, nhưng mà cặp như thế này tuyến loa quá đẹp luôn. Loa này ấy các bác này, loa này em đã làm viền cho các bác rồi nhá, tốn tiền làm viền. Cái cặp loa này làm viền nó mới hay, cái bác nào chơi qua rồi biết làm viền mới hay nhá. Còn viền cái viền vải của nó nghe dở lắm, cứng đơ. Làm viền này mềm không, nghe nhạc hát karaoke tuyệt vời luôn. Cặp này nặng khoảng hơn 70 kg. Một cái mic này, một cái chép này, hai sao chỉnh, dưới có lỗ thông hơi nhá, bên dưới lại có chân này. Đấy, quá khủng khiếp luôn ạ. Em quay phía sau, cặp này đẹp lắm. Tuy nhiên là màu trắng thì nó không sạch sẽ lắm, nhưng mà ấy, nhưng mà nó tóm lại là cặp như này thì quá đẹp luôn ạ. 80W 6 ohm. Lưới. Đây, lưới đầy đủ nhá. Lưới đẹp luôn, lưới không rách lưới thì. Rồi. Bác nào mà muốn một cặp loa khủng khiếp để gọi là vừa nghe nhạc, vừa trưng bày đẹp, vừa chơi nhạc mạnh được, vừa nghe nhạc được thì chơi hát karaoke được thì cặp này tầm tiền này không chắc không có cặp nào như cặp này. Bề gãy lưng luôn, giá 6,8 triệu các bác nhá. Thì cặp này nó đẹp xuất sắc luôn ạ. Cái viền loa, viền bát em đã làm lại viền bát cho các bác rồi. Viền rất là hay luôn. Bác nào mà nghe viền cũ rất là dở. Cứng viền này. Bác nhìn này. Đấy, mềm nhũn luôn. Cái viền này rất là tốn tiền không nha.
Đấy, 6,8 triệu cặp số số 4 nha các bác nhá. 6,8 triệu. Rồi sang tiếp một cặp loa Liverpool. Dòng Onkyo nha Liverpool. D200i. Lưới đầy đủ nhá. Liverpool thì nó quá nổi tiếng rồi, không cần nói nhiều rồi. Tiếng rất là hay rồi. Tem đồng này. Đây. Màng này, khép đôm. Lưới đầy đủ nhá. Quay về sau các. Công suất 150W một cái. Đây, chạm bắp chuối. Chỉ có cặp duy nhất cặp này thôi các bác nhá. Đây. Loa pin Liverpool các bác nhìn biết rồi. Quá đẹp luôn ạ. 150W một cái nha mấy. 6,4 ohm. Nó là hơn 6 ohm. Bát 10 bác nào chơi qua dòng này thì biết. Tóm lại dòng này nó quá nổi tiếng. Bát 18. Rồi cặp loa số 5. Cặp loa số 5 không nhá. Onkyo D200 200i thôi nhá. Lần này là 225 mã Liverpool. Giá của nó là 2,8 triệu thôi nhá. Dưới liếc đầy đủ. Cặp này giá này cực kỳ hợp lý các bác nhá, đẹp. Đấy, bác nào mà bữa hôm hỏi dòng Liverpool này, dòng này quá nổi tiếng rồi. Rồi sang cặp số 5 à số 6. Kenwood LS. Kenwood LS 555 nhá. Dòng này thì hỏi với nó rồi. Nó vuông thành sách cạnh hết nhưng mà đề can có nhiều chỗ nó bị sứt cái đề can thôi nhá. Đấy vậy thôi. Rồi tiếng loa dòng này bác nào nghe thích nghe dòng đặc mạnh thì cái dòng này nghe rất là hay luôn. Quá khủng luôn ạ. À. Đề can chảy xíu này, còn lại đẹp hết nhá. Đây các bác nhìn sau này. Cặp loa rất là chất luôn. Thiết kế rất là đẹp. LS 555 100W 6 ohm, 100W một cái các bác nhá. Cặp loa này là một trong những dòng loa boxeo nổi tiếng của Nhật luôn. Tiếng thì bao hay các bác nhá. Qua em đăng 3 triệu. Mà có bác kịp chốt không để chuyển khoản, hôm nay lại đăng lại giảm 200 còn 2 triệu 8 các bác nhá. LS 555. Đấy. Này là còn rất là ok các bác nhá. Các bác chưa qua dòng này biết nhá, 2,8 triệu thì quá rẻ rồi. Lưới liếc đầy đủ. Đó. Rồi em giới thiệu hôm nay giới thiệu các bác 6 cặp loa. Đấy, giá thì em đã báo giá rồi, giá này cực kỳ hợp lý các nhá. Bên em vẫn có chế độ chuyển khoản hết bao ship nhá, còn cọc thì bên mua phải chịu ship. Những loa này phải cọc em ít nhất 2 triệu mới đi hàng nhá. Và bên mua phải chịu ship các bác nhá. Đó. Còn bác nào chuyển khoản hết em vẫn bao ship toàn quốc các bác nhá. Cái cặp này hiếm lắm này. Đó, hai cặp box sale cao cấp rất là nổi tiếng luôn. Rồi. Bác nào có nhu cầu Zalo cho em nhé. Hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Rồi bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ em nhé. Em thì hàng về rất là nhiều nhé. Sẽ lên liên tục cho các bác. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé.